Chào bạn nhé, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế ba nỉ nhung chân đen bên mình cho các bạn xem nhé. Hàng này mình có sẵn hơn 25 màu cơ, thì tùy vào nhu cầu của các bạn có thể chọn màu sắc cho phù hợp nhé mọi người. Đệm ghế rất chi là êm nhé. Tựa của đệm bên mình tạo các đường múi này, đính đá, làm cho kiểu dáng ghế xem sang trọng nhé mọi người nhé. Đấy. Mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy nhé mọi người. Ghế này thì có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 nhé. Chân của ghế là kim loại sơn tĩnh điện màu đen nhé mọi người.